một kế hoạch trả thù hoàn hảo đến từng chi tiết. Tôi muốn anh ta, tất cả mọi người trong tập đoàn Heshin đều phải chết hết. Mặc dù chỉ là lời thề từ lúc nhỏ, nhưng hận thù với bọn họ lại quá sâu. Dù hận thù cũng không muốn ra tay, chỉ muốn lặng lẽ âm thầm nhìn những bất hạnh xảy đến với bọn họ. Một thiên dương Úc thông minh tuấn tú giữa ba người phụ nữ và ba tính cách khác biệt. Dương Úc sẽ phải xử lý mối quan hệ tình cảm này như thế nào? Tera, tôi không được khỏe nên ngủ lại, sáng sớm mai sẽ về. Tera, tôi sẽ chăm sóc cho Mune, xin yên tâm. Với sự tinh tế trong diễn xuất, kịch bản hấp dẫn và giàu sức cuốn hút, Yêu con gái kẻ thù là bộ phim không thể bỏ qua đối với những khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc. Nghe nói anh đã hại cả chúng tôi đến nông nỗi này. Ngôi mộ nhà ấy gần như là ngôi mộ bỏ hoang, nhưng mà một năm cũng có người đến thăm nom 1-2 lần. Là ai ạ? Phim sẽ được trình chiếu trên kênh NTV vào lúc 20:10 các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2014. Mời quý khán giả đón xem.